trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. 11 nước BRICS tung đòn chí tử vào nước Mỹ, hé lộ thứ vũ khí còn nguy hiểm hơn cả hạt nhân. Nga dự báo Tổng thống Zelensky sắp mất chức. Ukraine thừa nhận không hề thiếu đạn dược để tấn công các thành phố của Nga. bất ngờ một bang của Mỹ không được NATO bảo vệ khi bị tấn công. Mỹ khẳng định kế hoạch của Israel đã thất bại, tuyên bố vẫn sẽ gửi vũ khí cho đồng minh. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị theo dõi. Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn RIA Novosti nga vừa qua cho biết, nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm 11 nước BRICS đang nỗ lực trong việc mở rộng hình thức thanh toán không sử dụng đồng đô la Mỹ và SWIFT. Kế hoạch trước mắt bao gồm việc tạo ra hệ thống thanh toán quốc tế dựa trên công nghệ blockchain để triển khai hệ thống số BRICSbay. Cơ chế đa tiền tệ phi tập trung sẽ giúp nga vượt qua các biện pháp trừng phạt của phương Tây, tăng cường ảnh hưởng kinh tế của BRICS và đẩy nhanh sự xuất hiện của một loại tiền tệ siêu quốc gia điều này đã được coi là một đe dọa trực tiếp đối với đồng tiền siêu quyền lực của Mỹ. Tránh sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ là một trong những mục tiêu chính của BRICS. Ví dụ, với Trung Quốc, 95% giao dịch thương mại được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Bởi đây, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov đã công bố ý định của các nước BRICS là tạo ra một hệ thống thanh toán dựa trên công nghệ tiền kỹ thuật số blockchain. Nhiệm vụ là phát triển một dịch vụ thanh toán hiện đại, hiệu quả, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là không bị ảnh hưởng chính trị, với tên thí điểm Brick Bay. Guzen Prosenko, giám đốc điều hành của Alpha Forex cho rằng rất có thể đây sẽ là nền tảng chung của các ngân hàng trung ương Brick. Thông qua hệ thống, các quốc gia Brick sẽ có thể thanh toán qua lại lẫn nhau. Ưu điểm của hệ thống mới là tính bảo mật, xử lý thanh toán nhanh, rủi ro chính trị thấp. Ngoài ra, đây còn là một cách hiệu quả để tránh trừng phạt. Tạp chí Fox dẫn lời nhà kinh tế Janis Varoufakis, cựu bộ trưởng tài chính Hy Lạp, điều này nguy hiểm đối với ảnh hưởng của Mỹ hơn là vũ khí hạt nhân. Theo ông Vladislav Antonov, nhà phân tích tài chính tại BitRiver, hệ thống thanh toán của BRICS thực sự có thể vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh. Lý do thứ nhất là các nước BRICS và các quốc gia tham gia khác sẽ có thể thực hiện thanh toán qua lại lẫn nhau mà không cần thông qua đồng đô la Mỹ. Điều này sẽ làm suy yếu vai trò của đồng đô la Mỹ trong vai trò phương tiện thanh toán quốc tế và tiền dự trữ chính. Thứ hai, hệ thống tiền điện tử phi tập trung trên blockchain khó theo dõi hơn nhiều điều này sẽ cho phép giao thương với Nga mà không sợ bị trừng phạt thứ cấp. Thứ ba, BRICS Bay sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với SWIFT do phương Tây kiểm soát. Điều này sẽ củng cố tính đa cực trong tài chính toàn cầu, làm suy yếu sự thống trị của phương Tây và EU. Cuối cùng, việc ra mắt thành công hệ thống thanh toán của riêng khối sẽ giúp BRICS tăng cường khả năng hội nhập kinh tế, ảnh hưởng tài chính cũng như chính trị của khối này trên trường quốc tế. Trước đó, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Nga Envira Napiulina cho biết hiện tỷ lệ thanh toán dùng đồng nội tệ của nước này với các nước thuộc khối BRIC đã tăng lên đến 85%. Bà Envira Nabiulina cũng nêu rõ thị phần của các nước thuộc BRIC trong cán cân thương mại của Nga cũng tăng lên 40% từ các mức 30% của năm 2022 và 20% của năm 2021, khi tỷ lệ thanh toán dùng nội tệ ở mức 26%. Nga đang thảo luận với các nước BRIC liên kết hệ thống chuyển tin nhắn tài chính, SPFS, hệ thống do Nga phát triển tương tự SWIFT. Theo bà Envira Nabiulina, trong năm 2024, với vai trò chủ tịch luân phiên của BRICS, Nga sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán, hệ thống thanh toán bằng nội tệ của khối này. Cùng với đó, khối BRICS cũng sẽ thảo luận phát triển công nghệ tài chính, vấn đề an ninh số trong lĩnh vực tài chính, nhiệm vụ phát triển bền vững và thích ứng nền kinh tế với các biến đổi khí hậu. Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị nội các đảm bảo Nga đến năm 2030 sẽ nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên tổng sản phẩm quốc nội GDP theo sức mua tương đương. Danh sách các chỉ thị của Tổng thống Putin đã được đăng trên trang web của Điện Kremlin sau khi ông trình bày thông điệp liên bang trước Quốc hội vào tháng 2. Hãng tin TASS của Nga ngày 1 tháng 4 đưa tin nội các chính phủ Nga sẽ phải báo cáo với người đứng đầu nhà nước về tiến trình thực hiện mục tiêu vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Sau đó họ sẽ thực hiện báo cáo thường niên. Đặc biệt, Tổng thống Putin còn yêu cầu chính phủ đến năm 2030 tăng giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp sản xuất thêm tối thiểu 40% so với mức năm 2022. Bên cạnh đó là giảm tỷ lệ nhập khẩu trong GDP xuống 17%, đồng thời tăng cường xuất khẩu phi năng lượng và phi tài nguyên lên tối thiểu 66%. Chỉ thị yêu cầu chính phủ giảm dần số lượng các khu vực có năng lượng tài khóa thấp vào tháng 9 năm 2023, tổng thống Putin tuyên bố Nga đã hoàn tất giai đoạn phục hồi nền kinh tế. Khi đó, ông Putin đánh giá nền kinh tế Nga vẫn chống chịu được áp lực trừng phạt từ các nước phương Tây. Hãng Euronews đưa tin, bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, mức lương tại Nga đã tăng mạnh trong năm qua, với những người có thu nhập thấp nhất cũng nhận được mức tăng 20%. Nga đã đối trọng được tác động của lạm phát ở mức 7,7% trong tháng 2. Cơ quan thống kê Liên bang Nga Rostat thông báo tăng trưởng nền kinh tế nước này năm 2023 là 3,6%. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính tăng trưởng kinh tế Nga năm trước vào khoảng 3%. Với bức tranh kinh tế khả quan của Nga trong năm 2023, IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2024 của nước này là 2,6%. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn trong lĩnh vực năng lượng, nguồn thu nhập chính của Nga. Tuy nhiên, ảnh hưởng toàn cầu của nước này vẫn gia tăng trong lĩnh vực điện hạt nhân, bất chấp hành động phối hợp trong việc tăng cường cấm vận dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, các nước phương Tây đã loại trừ năng lượng hạt nhân khỏi các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Trong bối cảnh đó, Mỹ ngày càng lo ngại rằng nếu tình hình không thay đổi, Nga không chỉ có nguồn thu vững chắc giúp duy trì xung đột ở Ukraine mà còn trở thành mối đe dọa an ninh, sử dụng nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân làm vũ khí ngoại giao. Vì vậy, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những bước đi cụ thể. Họ đã quyết định cung cấp khoản trợ cấp 150 triệu đô la Mỹ cho các công ty tham gia sản xuất uranium chất lượng cao và mức độ làm giàu thấp từ 5 đến 19,75% lưu. Mặc dù khoản trợ cấp này đã đòn mạnh vào doanh thu của Nga. Với sự kiểm soát mạnh mẽ hơn trên thị trường, họ sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và các cơ quan khác nơi các thỏa thuận quốc tế được quyết định nếu Nga cũng thống trị thị trường lò phản ứng thế hệ tiếp theo, các quy tắc quốc tế về chuyển giao và quản lý vật liệu hạt nhân có thể được xây dựng theo hướng có lợi cho Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phát biểu về báo giới ngày 1 tháng 4, đã đề cập về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Peskov viện dẫn quy định của Hiến pháp Ukraine khẳng định ngày 21 tháng 5 sẽ là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Zelensky. Trước đó, hôm ngày 28 tháng 3, khi được hỏi về khả năng Nga công nhận tính chính danh của ông Zelensky sau ngày 21 tháng 5, người phát ngôn điện Kremlin úp mở, rất có thể chúng tôi, Nga, sẽ không phải công nhận gì cả, ám chỉ khả năng chính trị gia Ukraine sẽ không tiếp tục tại vị. Theo Hiến pháp Ukraine, bầu cử Tổng thống lẽ ra phải được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3, song cuộc bầu cử năm nay đã không diễn ra vì tình hình xung đột. Trước đó, hồi tháng 2, Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình về việc gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên thêm 90 ngày từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 13 tháng 5 năm 2024. Dự luật số 10456 về việc gia hạn tình trạng chiến tranh đã nhận được 335 phiếu thuận, còn dự luật số 10457 về việc gia hạn lệnh tổng động viên được 323 nghị sĩ ủng hộ. Cả hai dự luật đều không có phiếu chống. Quyết định gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine khiến nước này không thể tổ chức tổng tuyển cử. Hiến pháp Ukraine quy định không tổ chức bầu cử trong thời gian áp dụng tình trạng thiết quân luật. Tổng thống Zelensky lần đầu công bố tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên trên toàn Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Từ đó đến nay, hai sắc lệnh này đã được gia hạn 10 lần. Bên cạnh đó, ông Dmitry Petkov cho rằng, sớm hay muộn, Mỹ và EU sẽ cảm thấy mệt mỏi về việc viện trợ cho Ukraine, và điều này sẽ dẫn đến sự chia rẽ nội bộ ở phương Tây. Ông Petkov cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây, Nga dự đoán rằng sự mệt mỏi do cuộc xung đột này mang lại, sự mệt mỏi do hỗ trợ Ukraine sẽ lan rộng giữa các quốc gia, bao gồm cả Mỹ, và dẫn đến sự chia rẽ trong các nhóm cầm quyền của những nước này và làm gia tăng xung đột. Các vấn đề nội bộ của các nước phương Tây gia tăng, và một điều rõ ràng là Kiev đang chưa đạt được bất kỳ thành quả đột phá nào trên chiến trường. Tâm lý mệt mỏi này dường như không phải chỉ xuất hiện mới đây. Lệnh trừng phạt phương Tây áp lên Nga từ khi xung đột nổ ra đã gây ra tác động ngược ở Mỹ và châu Âu, đẩy giá năng lượng và lạm phát tăng cao. Vấn đề ngày càng phức tạp hơn khi trước đó sáng kiến hành lang đoàn kết eu ukraine của Brussels cho thấy tính không hiệu quả, không những không thể vận chuyển ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tới các nước nghèo ở bán cầu Nam, mà còn tác động tiêu cực đến các nhà sản xuất nông nghiệp ở Trung và Đông Âu. Ở Slovakia, trong khi lực lượng vũ trang Slovakia đang trong tình trạng tồi tệ sau khi gần như cạn kiệt kho vũ khí, thì cựu Thủ tướng Robert Fico đã quyết liệt nói rằng chúng tôi không có máy bay chiến đấu, không có hệ thống phòng không và không có đủ đạn dược đồng thời tuyên bố ông sẽ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Với ông, việc cung cấp vũ khí cho Kiev đồng nghĩa với chỉ hoãn hòa bình và kéo dài xung đột. Cùng với các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu, ông Fico cũng ủng hộ việc mở rộng lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine. Một số nhà quan sát cho rằng việc người dân Slovakia cũng cho biết phần nào xuất phát từ thực tế. Họ đã mệt mỏi vì cuộc xung đột ở Ukraine cũng như các vấn đề trong nước liên quan. George PB, cựu chuyên gia phân tích của CIA nhận định, Nga đang chiến đấu trong một cuộc xung đột tiêu hao và đặt cược rằng Ukraine thiếu nguồn lực, vũ khí và đạn dược để duy trì trong một vài năm. Trong khi phương Tây thiếu cả khả năng và ý chí chính trị để duy trì sự ủng hộ cho Kiev lâu nhất có thể. Các nhà phân tích đều cho rằng một cuộc xung đột tiêu hao sẽ mang lại lợi thế cho Nga bởi nước này có khả năng sản xuất nhiều vũ khí đạn dược cũng như có dân số lớn hơn nhiều Ukraine. Trong khi đó, nền kinh tế Ukraine đang đối mặt với vô vàn khó khăn do xung đột và phụ thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ từ phương Tây. Trên thực tế, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine tập trung vào các vũ khí công nghệ cao phục vụ việc tiến hành các cuộc tấn công chính xác. Tuy nhiên, những vũ khí này lại đắt đỏ, vì thế chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế và không thể thay thế nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Ropower thậm chí cảnh báo phương Tây đang vét đáy thùng và sắp hết đạn để viện trợ cho Ukraine. Một câu hỏi được đặt ra hiện nay là nếu sự hỗ trợ của phương Tây cạn kiệt và sự chống chịu của Ukraine suy giảm nghiêm trọng liệu ép có thể chống chịu bao lâu trong cuộc xung đột hiện nay. Cuối cùng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải quyết định làm gì tiếp theo, bởi vì tất cả các cuộc xung đột đều kết thúc khi một bên bị đánh bại hoặc các bên thỏa hiệp với nhau. Ukraine được cho là đang tăng cường sức mạnh quân sự cho các lực lượng nước này. Hãng thông tấn tát dẫn thông tin từ đại tá Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự thuộc lực lượng dân quân ly khai Lugan, cho biết trên kênh Solo VF Live rằng quân đội ukraina không hề thiếu đạn dược hoặc máy bay không người lái uav để tấn công các thành phố của nga ngược lại kf có nhiều hơn và đã bắt đầu xây dựng các đơn vị và vẫn có nguồn nhân lực đáng kể ông kiselev nói trên chiến tuyến chúng tôi ghi nhận giao tranh ác liệt nhằm chiếm belokorovka ở khu vực soleda hướng tới severs và cả gần atimov số lượng đạn dược không giảm số lượng uav không giảm ngược lại còn ngày càng tăng họ đang pháo kích kremeneza svatovo rubenoze và Lysychan bằng vũ khí tầm xa tiêu chuẩn NATO. Ông Kiselev cảnh báo quân đội Ukraine vẫn còn nhân lực và việc huy động sâu rộng vẫn đang ở phía trước. Ngoài ra, theo chuyên gia này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể ký bất kỳ văn bản nào cho phép gửi mọi thiết bị quân sự tới tiền tuyến và cho phép quân đội các nước châu Âu vượt qua biên giới. Ông lưu ý rằng người nước ngoài có thể chiến đấu dưới lá cờ Ukraine. Trước đó, tình trạng thiếu đạn dược đã đe dọa đến sự sống còn của các binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến trước sự tấn công dữ dội của pháo binh Nga. Nhiều tuyến phòng thủ mà Kiev xây dựng gặp nguy hiểm. Binh sĩ Ukraine trên khắp chiến tuyến thời điểm đó đã cảnh báo về tình trạng thiếu đạn dược. Một số đơn vị cho biết họ chỉ chiến đấu với 10% nguồn cung cấp đạn pháo sẵn có. Để tiết kiệm đạn pháo, các chỉ huy quân sự buộc phải ra lệnh cho các đơn vị chỉ bắn vào những mục tiêu có khả năng chính xác cao. Nhưng điều này hầu như không đủ để ngăn chặn bước tiến của Nga. Ngày càng có nhiều lo ngại về việc nếu phương Tây không đổ thêm viện trợ quân sự, nhiều khu vực khác cũng sẽ thất thủ như Adipka. Khoropri, chỉ huy một khẩu đội pháo binh của Ukraine cho biết, chúng tôi liên tục nhận được lời hứa sẽ có thêm nhiều vũ khí và đạn dược, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. Một số đơn vị chỉ có từ 5 đến 10% số đạn dược cần thiết. Tình trạng này làm giảm khả năng tấn công và giành lại các vùng lãnh thổ một cách hiệu quả. Tồi tệ hơn, Ukraine đang mất rất nhiều binh sĩ vì không thể cung cấp hỏa lực yểm trợ cho họ. Ông Valery, một chỉ huy khác của đơn vị chuyên sử dụng pháo cỡ 155mm nói rằng chúng tôi không có gì để chiến đấu và bảo vệ tiền tuyến của mình. Để đẩy lùi Nga, chúng tôi cần từ 100 đến 200 quả đạn pháo mỗi ngày, nhưng hiện chúng tôi chỉ có 1 phần 10 số đó. Tình hình đối với Ukraine càng trở nên xấu hơn khi Nga thay đổi chiến thuật. Các binh sĩ Ukraine đóng quân ở Adipka cho biết trước khi thành phố này thất thủ, Nga đã thay đổi cách đánh nhằm lợi dụng tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng của Ukraine. Về phía Nga, Moscow đang tiêu thụ lượng vũ khí nhiều hơn mức có thể tự cung ứng, và nhiều bằng chứng cho thấy Nga dường như đang phải dùng cả các khí tài từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng nếu cuộc xung đột còn kéo dài, Nga sẽ đến lúc phải đối mặt tình trạng thiếu vũ khí. Theo tư lệnh lục quân Ukraine, trong tình thế nguy cấp, quân đội Ukraine đã dùng đến sức mạnh của nước để đối phó lực lượng Nga. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Pavlyuk hôm 31 tháng 3 tiết lộ trận đánh mang ý nghĩa quyết định ở vùng ngoại ô thủ đô Kiev, khiến Nga từ bỏ ý định tiến vào thành phố. Theo Ukrainska Pravda, tướng Pavliuk nói cuộc tiến công của Nga nhằm vào Kiev năm 2022 đã bị chặn lại ở khu vực làng Moschun, vùng ngoại ô Kiev. Tướng Pavliuk nói đó là ở làng Moschun, trong hai ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2022, có trận đánh quyết định diễn ra ở đó. Đối phương chiếm giữ đầu cầu dẫn vào ngôi làng. Nếu Nga có thể tập trung quân đội ở làng Moschun giao tranh sẽ diễn ra trên đường phố Kiev. Tướng Pavlyuk nói, quân đội Ukraine khi đó ra quyết định cho nổ một con đập ở gần đó. Một lượng nước khổng lồ tràn ra đã cuốn trôi đầu cầu mà Nga kiểm soát. Lũ lụt cũng khiến các lực lượng Nga đóng tại sân bay Hostomel gần như không thể chi viện cho Moschun, nơi được xem là cửa ngõ vào Kiev. Trận đánh ở làng Moschun được coi là một trong những trận đánh ác liệt nhất và quan trọng nhất trong chiến lược phòng thủ Kiev của Ukraine. Nỗ lực đột kích thủ đô Kiev từ khu vực làng Moschun bất thành khiến Nga từ bỏ kế hoạch tiến công do không có thêm lực lượng chi viện. Ở thời điểm đó, Nga phân tán lực lượng tiến công trên khắp lãnh thổ Ukraine. Trước đó, theo ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, cuộc tấn công lớn đầu tiên trong những tuần gần đây nhắm vào Kiev sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết, ít nhất nhiều người trong thành phố bị thương được đưa tới bệnh viện. Chỉ huy lực lượng không quân Ukraine cũng thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tất cả nhiều tên lửa của Nga nhắm vào thủ đô Kiev. Theo ông Popko, quân đội Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược phóng một số tên lửa từ lãnh thổ của mình, trong khi theo sau là các cuộc tấn công phức tạp ở những khu vực lân cận. Các tên lửa đã nhắm vào thành phố từ các hướng khác nhau. Báo động trên không kéo dài gần 3 tiếng. Ông Klitschko cho biết các mảnh tên lửa đã rơi xuống một số tòa nhà, khu công nghiệp và một nhà trẻ trong thành phố. Ngày 31 tháng 3, lực lượng không quân Ukraine cho biết một tên lửa đã được phóng nhằm vào thủ đô Kiev trong một cuộc không kích. Không quân Ukraine báo cáo về nguy cơ tên lửa phóng từ máy bay Tu-95MS của Nga. Cảnh báo không kích đã được ban hành ở nhiều khu vực. Không quân Ukraine thông báo tên lửa hướng tới Kiev, nhưng sau đó cho biết tên lửa Nga đã đổi hướng nhắm tới các tỉnh phía đông. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn và 57 cuộc tấn công chính xác, bao gồm bằng cả tên lửa hành trình chưa Jokon và tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinza trong những ngày qua. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự Ukraine, các trung tâm chỉ huy của lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh Ukraine SBU, xưởng lắp ráp tàu xuồng không người lái, kho vũ khí, kho nhiên liệu, cơ sở phòng không, cơ sở hạ tầng năng lượng, các địa điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine cùng lính tư nhân nước ngoài. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công. Tài liệu do hãng thông tấn Đức DPA thu thập cho biết, các chuyên gia của Quốc hội Đức đã đánh giá tác động của một cuộc tấn công từ Nga trong trường hợp các lực lượng NATO chính thức được triển khai ở Ukraine. Báo cáo do các chuyên gia của Quốc hội Đức soạn thảo cho biết, Điều 5 của Liên minh quân sự NATO quy định các thành viên trong khối sẽ phản ứng bằng biện pháp quân sự nếu một nước thành viên bị tấn công. Nhưng quy định này không áp dụng trong trường hợp binh sĩ NATO chính thức được huy động tới Ukraine. Các chuyên gia kết luận, nếu quân đội của một hoặc nhiều nước thành viên NATO tham gia nhiệm vụ phòng thủ theo hướng có lợi cho Ukraine trong xung đột Nga-Ukraine và bị tấn công bởi các thế lực như Nga ở các khu vực chiến sự thì Điều 5 không được áp dụng. Báo cáo cũng cho biết Pháp có quyền đưa quân tới Ukraine theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc để hỗ trợ Kiev phòng vệ. Điều 51 quy định việc tự vệ bằng vũ lực được một hay nhiều quốc gia thực hiện trong khi Hội đồng Bảo an chưa có quyết định áp dụng biện pháp cần thiết. Các chuyên gia Đức lưu ý, một hoặc nhiều nước thành viên NATO nào đưa quân đến Ukraine không đồng nghĩa tất cả các thành viên còn lại trong liên minh đều can dự vào xung đột. Báo cáo nhấn mạnh, đó sẽ là nhiệm vụ quân sự riêng của một hoặc nhiều quốc gia và không liên quan đến NATO. Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn Moscow tại cuộc hội đàm về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, ông Konstantin Gavrilov nhận định mối quan hệ hiện tại giữa Nga và NATO thậm chí còn tệ hơn thời điểm chiến tranh lạnh. Ông Gavrilov cho biết, ở thời điểm đó, hầu như tất cả các tuyên bố của NATO đều bắt đầu bằng việc đánh giá khả năng Liên Xô và các đồng minh Đông Âu có thể triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn vào khối này. Ông nói thêm, những lập luận tương tự cũng thường xuyên xuất hiện trong tuyên bố của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu ngày nay. Nhà ngoại giao Nga này cũng cho biết, Nga đã bị xem là mối đe dọa trực tiếp trong khái niệm chiến lược mới của NATO vào năm 2022. Ông nhấn mạnh, châu Âu chỉ thực sự cảm thấy yên tâm khi biên giới của họ được ngăn cách với chúng tôi bằng hàng rào thép gai. Vào ngày 1 tháng 4, khi được Erdogan hỏi về tuyên bố hồi tháng 2 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến khả năng NATO sẽ gửi quân đội tới Ukraine trong tương lai. Ông Gavrilov cho biết, Moscow sẽ sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra. Nga đã cảnh báo bất kỳ binh sĩ Pháp nào được triển khai ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Ông cho biết, các chiến lược gia phương Tây nên nhận ra rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp trả mọi lúc nếu họ bỏ qua điều cấm kỵ và triển khai quân đội tại Kiev. Liên quan đến những cảnh báo của tổng thống Mỹ Joe Biden và các chính trị gia phương Tây về việc mục tiêu tiếp theo của Moscow sẽ là NATO sau khi cuộc xung đột với Ukraine kết thúc, nhà ngoại giao cho biết, luận điệu này là nhằm chuyển hướng dư luận khỏi những khoản viện trợ không mấy hiệu quả tại Ukraine, phần lớn do nạn tham nhũng, cũng như kêu gọi sự ủng hộ của người dân trong việc vực dậy ngành công nghiệp quốc phòng. Vào tuần trước, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ không có việc Nga tấn công châu Âu sau khi giành chiến thắng tại Ukraine. Nhà phân tích cấp cao Lyce Lotte Ongaat của Viện Hudson đã viết trong một bài báo trong chính sách đối ngoại rằng các nước NATO thiếu nguồn lực để chống lại Nga ở Bắc Cực, ngay cả sau khi khối này mở rộng về phía Bắc. Ngay cả khi tính đến Phần Lan và Thụy Điển, liên minh NATO đều thiếu sự hiện diện quân sự ở miền Bắc. Rõ ràng là khối này chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với khả năng quân sự của Nga ở Bắc Cực. Nhà phân tích lưu ý rằng Mỹ, Canada, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan không chuẩn bị cho hải quân của họ hoạt động ở vĩ độ cao trong khi hạm đội Na Uy không có đủ nguồn lực để hỗ trợ độc lập cho sườn của NATO ở Bắc Cực. Theo chuyên gia này, năng lực hiện tại của liên minh không đủ để xác định một cách đáng tin cậy các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga đang hoạt động ở Bắc Cực. Trước hết, khối này thiếu tàu được trang bị vũ khí phòng không, chống ngầm có khả năng hoạt động trên băng. Odgaard kết luận, những lỗ hổng lớn vẫn tồn tại trong hệ thống phòng thủ của NATO. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã thu hút sự chú ý đến thực tế là phương Tây đang tăng cường hiện diện quân sự ở các vĩ độ cao của Bắc Cực và phát triển cơ sở hạ tầng quân sự ở đó. Ông giải thích rằng đến lượt Nga, việc triển khai quân đội đến khu vực này không phải để phô diễn sức mạnh mà để đảm bảo an ninh cho sự phát triển kinh tế của tuyến đường biển phía Bắc. Gần đây, trước các nguy cơ cuộc xung đột với Nga ngày một lớn, NATO trước đó đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong 35 năm qua với các thành viên mới kết nạp ở vùng Bắc Cực và ngày càng chú ý đến khu vực này cuộc tấn công mô phỏng vào dưới lãnh thổ NATO ở vùng Bắc Cực là một phần Steadfast Defender, cuộc tập trận lớn nhất do Liên minh quân sự Mỹ dẫn đầu tổ chức kể từ thời chiến tranh lạnh. Steadfast Defender bắt đầu từ cuối tháng 1 và kéo dài 4 tháng cho tới cuối tháng 5 với sự tham gia của 90.000 lính và nhiều loại khí tài quân sự của NATO. Vùng Bắc Cực ngày càng là khu vực chiến lược và đó là lý do tại sao Nga đầu tư vào đây rất nhiều, trong khi Trung Quốc cũng để mắt tới khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nói, Chuẩn đô đốc David Patchen cho biết, chúng tôi phải biết cách hoạt động ở vùng Bắc Cực. Chúng tôi nhận thấy rõ được ưu tiên của Nga và họ đang dồn lực đáng kể cho khu vực này. Cũng trong quá trình tập trận, quân đội Mỹ sẽ diễn tập khả năng chi viện cho các đồng minh châu Âu ở giáp biên giới Nga và sườn đông NATO nếu nổ ra xung đột. CNN đưa tin, chỉ có 49 trong số 50 bang của Mỹ được bảo vệ bởi điều khoản phòng thủ tập thể tại Điều 5 Hiến trương NATO. Vì lý do địa lý và lịch sử, Bang Hawaii về mặt kỹ thuật không nằm trong phạm vi các điều khoản của NATO. Nói cách khác, nếu một thế lực nước ngoài tiến hành cuộc tấn công vào căn cứ hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng, hoặc bộ tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ ở phía Tây Bắc thành phố Honolulu, thủ phủ của Hawaii, các thành viên NATO khác không có nghĩa vụ phải bảo vệ căn cứ đó. David Santoro, chủ tịch tổ chức tư vấn Diễn đàn Thái Bình Dương, có trụ sở ở Honolulu cho biết, hầu hết cư dân Hawaii cũng không biết rằng về mặt kỹ thuật, bang này không hề có sự liên kết với NATO. Hawaii nằm ở Thái Bình Dương và không giống như California, Colorado hay Alaska. Hawaii không phải là một phần của lục địa Mỹ vươn tới Bắc Đại Tây Dương trên bờ biển phía đông của nước Mỹ. Theo CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Hawaii không nằm trong phạm vi áp dụng điều khoản phòng thủ tập thể tại Điều 5 Hiến trường NATO. Tuy nhiên, người phát ngôn cho biết Điều 4 lại quy định rằng khi toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào bị đe dọa, các quốc gia thành viên sẽ tiến hành tham vấn việc này sẽ bao gồm mọi tình huống có thể ảnh hưởng đến Hawaii. Theo một số chuyên gia, căn cứ quân sự Mỹ ở Hawaii có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó những nguy cơ tiềm tàng liên quan tới các hoạt động quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông John Hemings, giám đốc cấp cao của chương trình chính sách đối ngoại và an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Diễn đàn Thái Bình Dương, còn nêu về ý nghĩa lịch sử mang tính biểu tượng của Hawaii, nơi xảy ra vụ chân châu cảng trong Thế chiến II. Dù vậy, một số nhà phân tích khác cho rằng nếu Hawaii bị tấn công, thì Mỹ có thể sẽ chú trọng phản ứng dựa vào các mối quan hệ với đồng minh trực tiếp trong khu vực hơn là NATO. Ông Louis Simon, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh, Ngoại giao và Chiến lược tại trường quản trị Bruxelles, Bỉ, chỉ ra lần duy nhất NATO kích hoạt cơ chế phòng vệ tập thể theo điều 5 là sau sự kiện vụ tấn công xảy ra ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Nhưng thực tế, Washington đã không chọn bộ tư lệnh NATO làm kênh phản ứng của mình. Ông Simon lưu ý về thời điểm đó, ông cho rằng lựa chọn này giúp mỹ giữ quyền kiểm soát phản ứng đầy đủ và linh hoạt về ngoại giao còn phía nato ông simon tin rằng các thành viên cũng sẽ hỗ trợ mỹ riêng lẻ hoặc qua các kênh đa phương ngoài ra theo cnn một số chuyên gia mỹ cho rằng tình hình chính trị hiện tại ở khu vực ấn độ dương thái bình dương có thể cần phải được xem xét lại và căn cứ quân sự của mỹ ở hawaii có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với triều tiên và hỗ trợ đảo đài loan trung quốc việc loại bang này khỏi hệ thống phòng thủ tập thể của nato sẽ làm suy yếu khả năng gian đe của Mỹ. Phó thủ tướng Ba Lan, ông Vladislav Konysiac Kamis, cho biết Bộ quốc phòng Ba Lan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Warsaw để xây dựng liên minh nhằm tăng cường năng lực thiết giáp cho Ukraine. Ông cho hay liên minh mới sẽ tập trung vào hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Song ông không tiết lộ Ba Lan có sớm gửi thêm xe bọc thép và xe tăng tới Ukraine hay không. Giới chức Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố việc thành lập Liên minh xe bọc thép sẽ giúp Kiev có được nhiều khí tài quân sự hơn. Liên minh xe bọc thép được Ba Lan và Đức đề xuất. Một số nước ủng hộ sáng kiến này còn có Anh, Thụy Điển và Italia. Chia sẻ với hãng tin Sputnik, Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu. Ernst nhận định Liên minh mới bao gồm việc thành lập các cơ sở sửa chữa, đào tạo kiếp lái xe bọc thép và kỹ thuật viên, cũng như cung cấp vũ khí và đạn dược. Theo ông, đây không phải là liên minh đầu tiên do các nhà tài trợ phương tây ủng hộ ukraina thành lập song nỗ lực này khó có thể tác động tới tình hình ở tiền tuyến trong xung đột nga ukraina cũng theo ông các nhà thầu quốc phòng phương tây như right Metal từng công bố nhiều kế hoạch như thiết lập cơ sở sản xuất ở ukraina song ông cho rằng những ý tưởng này rất rủi ro và tốn kém khi phải đối mặt với mối đe dọa thường xuyên từ các cuộc tấn công của nga sẽ có những tổn thất tài chính và con người những sáng kiến này đều không thể tác động đến kết quả xung đột bên cạnh đó theo đánh giá, sự góp mặt của máy bay không người lái không chỉ khiến chiến tranh hiện đại trở nên nguy hiểm hơn cho các binh lính trên thực địa, mà còn thay đổi hoàn toàn chức năng của các đơn vị trên tiền tuyến, đặc biệt trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Nhà phân tích về Nga, đồng thời là lãnh đạo đội ngũ tình báo không gian địa lý cho Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, Jacques Barros nhận định, chắc chắn 100% cuộc đua vũ khí tự động do AI điều khiển đang xảy ra trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đây không phải là câu hỏi liệu nó có được thực hiện hay không mà là câu hỏi khi nào đã có một số bằng chứng cho thấy một số máy bay không người lái mà nga và ukraine sử dụng có tích hợp ai trong khi chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ai được tận dụng cho các khả năng tấn công thì nó đã được sử dụng để nhận các thông tin tình báo chiến trường bằng cách xác định các loại vũ khí và máy móc khác nhau của đối phương hiện tại có một số biện pháp để đánh bại uav trong đó có phá hoại tần số liên lạc mà những người vận hành từ xa sử dụng để điều khiển uav Chuyên gia Barros giải thích: "Tuy nhiên, việc tích hợp công nghệ AI có thể khiến UAV được lập trình trước để xác định và tấn công các mục tiêu nhất định mà không cần liên lạc với người vận hành." Ông Barros cho biết, "Ông không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về việc liệu Nga hay Ukraina đang dẫn trước trong cuộc đua AI, nhưng ông nhận định chiến tranh hiện đại đang thúc đẩy các bước tiến của công nghệ này. Các điều kiện trên chiến trường đòi hỏi một số giải pháp mà theo tôi nó đang dịch chuyển nhanh hơn nhiều những gì mà hầu hết mọi người ở Washington thực sự nhận ra. Xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn hơn 2 năm, và trong khi nhiều cảnh tượng trên chiến trường gợi nhắc lại về các cuộc xung đột ở châu Âu vào thế kỷ 20, thì một số tiến bộ về công nghệ đã tạo ra cơn ác mộng cho các chiến lược gia quân sự và các binh lính mỗi bên. Theo các chuyên gia, việc tấn công bất ngờ trong chiến tranh hiện đại rất khó để thành công do những cải tiến chiến thuật của máy bay không người lái. Các nhà phân tích quân sự đang đau đầu khi các nguyên tắc cơ bản thời chiến đã dịch chuyển bởi các học thuyết quân sự của Nga, Mỹ và NATO trước đó đều trở nên không còn hiệu lực trước thực tế của cuộc giao tranh UAV. Bất ngờ chiến thuật về cơ bản đã bị loại bỏ hiện nay do sự phổ biến của các UAV giá rẻ, không thể phát hiện ra nơi che giấu và gần như không thể tìm ra nơi trú ẩn. Chuyên gia Barros cũng nhận định sự thay đổi này trong học thuyết quân sự là một trong những lý do cuộc phản công năm 2023 của Ukraine thất bại. Quân đội Nga đã thành công triển khai các UAV trinh sát, phối hợp với tấn công bằng pháo và máy bay không người lái để làm suy yếu các lực lượng của Ukraine trước khi họ có thể tiến tới các vị trí của Moscow. Ông Baros thừa nhận đây thực sự là một vấn đề lớn với các lực lượng của Kiev. Ngày 2 tháng 4, Belarus bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU là Litva và Ba Lan. Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở hai khu vực Gomel và Grodno mục đích tập trận nhằm huấn luyện các sĩ quan và binh sĩ phòng thủ khu vực, cách thức bảo vệ những khu vực tương ứng của họ, cũng như cách thức hành động trong trường hợp thiết quân luật được ban hành. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Belarus với các nước láng giềng phương Tây và Ukraine đã xấu đi trong vài năm qua. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin cũng thông báo đã kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của các binh chủng quân chủng của nước này. Thông báo cho biết cuộc kiểm tra mang tính tổng hợp, trong đó binh sĩ sẽ hành quân đến các khu vực định sẵn tiến hành một loạt cuộc tập trận và huấn luyện, trong đó có bắn đạn thật. Bộ trưởng Krinin cho biết tình hình chính trị, quân sự và cấu trúc quân sự chính trị tại châu Âu đã thay đổi căn bản, đối đầu giữa phương Tây và phương Đông đã chuyển sang giai đoạn căng thẳng. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới học thuyết quân sự của Belarus, tuy nhiên, ông nhấn mạnh học thuyết mới vẫn duy trì khát vọng hòa bình của nhân dân Belarus, theo đó, Belarus không xem bất kỳ dân tộc nào là đối thủ, bất kể hành động của chính phủ các nước này như thế nào. Ông Krenin nhấn mạnh học thuyết quân sự mới chú trọng không để xảy ra xung đột vũ trang, trước hết bằng các biện pháp gian đe chiến lược, xây dựng hệ thống quan hệ kiềm chế quá trình xuất hiện mâu thuẫn giữa các quốc gia, duy trì cân bằng lợi ích quốc gia với lợi ích các nước khác, đảm bảo ổn định và chung sống hòa bình. Học thuyết mới cũng xem việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật là biện pháp bắt buộc phải thực hiện trong khuôn khổ gian đe chiến lược trước các mối đe dọa. Ở diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa qua cũng từng tiến hành thị sát đơn vị xe tăng gần biên giới với Litva yêu cầu họ sẵn sàng khai hỏa loại bỏ mục tiêu nếu có hành vi xâm phạm lãnh thổ. Ông Lukashenko nói khi thị sát tiểu đoàn xe tăng đóng tại thị trấn Asmiani, sát biên giới Litva rằng: "Tôi tuyên bố công khai rằng mọi động thái thách thức đều phải bị ngăn chặn bằng biện pháp quân sự. Mọi hành động xâm phạm biên giới quốc gia sẽ kích hoạt mệnh lệnh bắn loại bỏ." Theo đó, quan hệ song phương giữa Minsk và Vilnius xấu đi rõ rệt những năm gần đây trong bối cảnh Litva, quốc gia thành viên liên minh châu Âu EU và NATO thể hiện ủng hộ phe đối lập chống lại Tổng thống Lukashenko. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân tới giúp Ukraine trở thành một quả bom thông tin thực sự. Theo Bloomberg, trên thực tế, một lực lượng quân sự hạn chế của các nước phương Tây đã hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Bloomberg nêu rõ, theo các quan chức giấu tên trả lời phỏng vấn, một số quốc gia đã bí mật triển khai lực lượng ở Ukraine. Trong khi đó, hãng thông tấn Đức DPA đưa tin, cơ quan nghiên cứu hạ viện đức bundestag đánh giá việc triển khai bộ binh của một quốc gia nato ở ukraine sẽ không tự động khiến tất cả các quốc gia nato khác tham gia vào cuộc xung đột dpa trích dẫn một báo cáo chưa được công bố của cơ quan nghiên cứu hạ viện đức rằng nếu quốc gia thành viên nato hành động đơn phương tức là không nằm trong khuôn khổ hoạt động đã được quyết định trước đó của nato và bên ngoài các cơ cấu chỉ huy quân sự của nato thì cả nato và các quốc gia đối tác nato khác đều không trở thành bên tham gia cuộc xung đột các chuyên gia tại cơ quan trên lưu ý, nếu quân đội của một quốc gia thành viên NATO tham gia phòng vệ tập thể, điều 51 hiến trương Liên Hợp Quốc có lợi cho Ukraine trong một cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine và bị bên kia tấn công trong quá trình can dự ở khu vực giao tranh, điều này không vi phạm điều 5 của Hiệp ước NATO. Họ chỉ ra rằng điều 5 của Hiệp ước NATO gắn liền với việc các quốc gia NATO và quân đội thành viên bị tấn công trên hoặc trong lãnh thổ của mình. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ việc triển khai bộ binh ở Ukraine trong tương lai. Ngược lại, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ việc triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Theo đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay sẽ không có chuyện các nước châu Âu hoặc quốc gia thành viên NATO đưa binh sĩ đến lãnh thổ Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng khẳng định đưa quân đến Ukraine không phải lựa chọn của Berlin. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck bày tỏ vui mừng khi Pháp đang xem xét cách hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ hơn, nhưng cho rằng Paris nên gửi thêm vũ khí thay vì triển khai quân đến nước này. Ông Habeck nói, hãy làm những gì bạn có thể và cung cấp cho Ukraine đạn xe tăng ngay bây giờ. Thủ tướng Sol cho biết các lãnh đạo châu Âu giờ đây dường như sẵn sàng mua vũ khí từ các bên ngoài châu Âu để tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine. Đức là bên cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022, song Berlin rất thận trọng với các bước đi có thể kéo NATO vào xung đột trực tiếp với Nga. Mỹ cũng tuyên bố không có kế hoạch đưa quân đội Mỹ hay quân đội NATO đến tham chiến ở Ukraine. Thay vào đó, Nhà Trắng kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ an ninh đang bị đình trệ, trong đó đảm bảo binh sĩ Ukraine có vũ khí và đạn cần thiết để tiếp tục xung đột. Theo nhật báo Telegraph của Anh, một cuộc điều tra mới đây của Ủy ban Quốc phòng Anh đã tiết lộ rằng lực lượng vũ trang của nước này ngày càng bị giàn trải quá mức và không được chuẩn bị hoặc trang bị đầy đủ cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga. Phó tham mưu trưởng quân đội Anh, Trung tướng Sherrod Magowan cũng xác nhận rằng nước này không thể duy trì một cuộc xung đột với Nga trong hơn 2 tháng. Khi được Mark Francois, cựu Bộ trưởng Quốc phòng đặt câu hỏi liệu có đúng là Anh không thể duy trì một cuộc xung đột toàn diện với Nga trong hơn một vài tháng do thiếu dự trữ đạn dược và thiết bị hay không? tướng Magowan thừa nhận rằng đó là sự thật. Ông Magowan tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Anh sẽ cần phải quản lý rủi ro hoạt động do thiếu nguồn lực, vốn không có sẵn cho các cuộc xung đột tiềm ẩn trong tương lai. Tiết lộ này được đưa ra sau thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Grant Sharp, với các nghị sĩ rằng ông ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng không thể đảm bảo có thêm kinh phí. Phát biểu tại Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Anh, ông Sharp đã nói về sự bất cập của chi tiêu hiện tại cho đạn dược Tôi đã nói rất rõ ràng rằng số tiền chúng ta đang chi cho đạn dược vào lúc này không đáp ứng được các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt trong mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Quốc phòng Anh lưu ý rằng cần phải chi tiêu nhiều hơn ngoài chương trình kỷ lục cho cái mà ông gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp. Tuy nhiên, ông Sharp nói rằng bất kỳ cuộc xung đột tiềm ẩn nào cũng có thể sẽ liên quan đến các đồng minh NATO thay vì anh hành động một mình. Bộ trưởng Sharp nói, anh chưa sẵn sàng cho cuộc xung đột một mình với Nga. Điều quan trọng là phải hiểu rằng vì chúng ta thuộc NATO và có thỏa thuận phòng thủ chung. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, ông Sharp nói về tầm quan trọng của máy bay không người lái, nói rằng chúng vừa có khả năng gây sát thương vừa tiết kiệm chi phí. Ông mô tả cuộc xung đột ở Ukraine có thể là cuộc xung đột tranh không người lái thực sự đầu tiên và dự đoán rằng các cuộc xung đột trong tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào máy bay không người lái. Cuộc điều tra của ủy ban quốc phòng hạ viện Anh cho thấy nhu cầu cấp thiết về cải cách nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tuyển dụng và tăng đáng kể kho dự trữ vũ khí và đạn dược của nước này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ủy ban trên cho rằng nếu không có nguồn ngân sách bổ sung, lực lượng vũ trang nước này sẽ gặp khó khăn trong việc tham gia các hoạt động đồng thời phát triển khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tương lai. Các cựu lãnh đạo quốc phòng Anh cũng thông báo với ủy ban này rằng lực lượng vũ trang Anh đã bị lãng quên kể từ năm 2010 và trong một cuộc xung đột với đối thủ ngang hàng quân đội Anh sẽ cạn kiệt nguồn lực sau vài tháng đầu tiên giao chiến. Theo báo The Kiev Independent, vừa qua, thị trưởng thành phố Kharkov, ông Ihor Terekov cho biết các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố Kharkov, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Trước đó, ông Terekov thông tin các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện và tất cả trạm biến áp điện ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Kharkov đã chứng kiến các cuộc tấn công của Nga kể từ đầu cuộc xung đột và ghi nhận các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây. Theo ông Terekhov, tình hình hiện nay của ngành năng lượng trong thành phố Kharkov đang rất khó khăn. Các trung tâm hỗ trợ nhân đạo ở Kharkov hoạt động suốt ngày đêm. Nga đã tấn công Kharkov và khu vực xung quanh bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như mỗi ngày trong những tháng gần đây. Khi được hỏi về lý do Nga tăng cường tấn công, thị trưởng Kharkov cho biết ông không rõ kế hoạch của Nga. Ông Terekhov nói, cơ sở hạ tầng năng lượng tư nhân cũng bị phá hủy. Nga muốn đe dọa chúng tôi, nhưng điều này là không thể. Có một chi tiết đáng chú ý là Điện Kremlin từng tuyên bố cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm, qua đó giúp các vùng của Nga nằm ngoài tâm bắn của Ukraine. Hồi tháng 1, nhiều tài khoản mạng xã hội ủng hộ Nga cũng kêu gọi Moscow thiết lập vùng đệm an ninh ở tỉnh Kharkov nhằm ngăn cản lực lượng Ukraine nã pháo vào các mục tiêu ở Belgorod sau nhiều lần khu vực này liên tiếp bị bắn phá. Nga từng kiểm soát phần lớn tỉnh Kharkov vào giai đoạn đầu xung đột, song đã phải rút khỏi khu vực này sau cuộc phản công chớp nhoáng của quân đội Ukraine hồi tháng 9 năm 2022. Thomas Newdick, chuyên gia quân sự của tờ Guajon, cũng cho rằng Kharkov là lựa chọn hiển nhiên nếu quân đội Nga muốn thiết lập vùng đệm an ninh tại Ukraine, do đây là khu vực giáp với tỉnh Belgorod. Để có thể tạo vùng đệm ở Kharkov, Nga sẽ phải mở chiến dịch tấn công quy mô lớn để chiếm khu vực này. Sau khi để mất Adipka, quân đội Ukraine đang dồn lực phòng thủ ở các mặt trận khác gồm cả tỉnh Kharkov, khiến các nỗ lực tiến công của Nga càng gặp nhiều thách thức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Kiev đang xây dựng ba lớp phòng thủ dọc tiền tuyến nhằm chặn đa tiến của quân đội Nga. Ông cho hay phòng tuyến không gói gọn trong vài km mà trải dài hơn 1.000 km, mạng lưới hầm hào Công sự phải đủ vững chắc và chống chịu được thay đổi thời tiết cũng như các loại khí tài được đối phương huy động. Người dân ở tỉnh cốp cũng bày tỏ tin tưởng nga sẽ không chiếm được khu vực này như hồi đầu xung đột bùng phát. Antonina Krypuskina, một cư dân địa phương ở đây cho biết cốp sẽ không bao giờ trở thành vùng xám và sẽ luôn thuộc về Ukraine. Trong trường hợp nga vẫn quyết tâm thiết lập vùng đệm ở Ukraine bất chấp các thách thức, Moscow nhiều khả năng sẽ phải bổ sung thêm lực lượng ở mặt trận cốp và khiến khu vực này trở thành điểm nóng mới trên chiến trường trong thời gian tới. Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng nga, vụ tấn công tên lửa nhằm vào tỉnh biên giới Belgorod được quân đội Ukraine thực hiện vào chiều mùng 1 tháng 4 theo giờ Moscow. Thông cáo viết vào 16 giờ chiều mùng 1 tháng 4, một cuộc tấn công được thực hiện bởi hệ thống phá phản lực phóng loạt RM-70 của chính quyền Kiev nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng nằm trên lãnh thổ nga đã bị ngăn chặn. Các lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 17 tên lửa được đối phương phóng đi. Thống đốc Belgorod, Vyacheslav Gladkov, trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội Telegram viết rằng lệnh cảnh báo tên lửa tập kích đã được dỡ bỏ khỏi thủ phủ tỉnh này và một số khu vực xung quanh. Vài ngày trước đó, theo hãng tin RT, thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho hay lực lượng phòng thủ Nga cũng đã bắn hạ tổng cộng 13 mục tiêu trên không khi chúng tiếp cận thành phố Belgorod, hai người đã bị thương trong vụ việc. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công của Kiev bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire do Séc cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga thông báo 13 tên lửa đã bị phá hủy giữa không trung. Theo thống đốc Glaskov, chính quyền địa phương đã quyết định không kích hoạt còi báo động không kích trong đêm bởi không muốn người dân rời khỏi nhà và đi ra ngoài nhằm tránh nguy cơ bị thương. Tuy nhiên, ông khuyến khích người dân chia sẻ ý kiến về việc liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không. Theo kênh Euronews, Belgorod đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc không kích khi quân đội Ukraine tìm cách làm cuộc xung đột trở nên rõ ràng và hữu hình nhất có thể trong chính lãnh thổ Nga. Tiếng coi báo động không kích vang lên gần như mỗi ngày tại thành phố này khiến mọi người phải chạy tìm nơi trú ẩn. Ông Vladimir Selesnyov, một người về hưu chứng kiến vụ tấn công tên lửa trên phố Plekhanov ở Belgorod, nhìn nhận để tập quen với mối nguy hiểm như vậy không phải là chuyện dễ. Vụ tấn công khi đó khiến 7 người thiệt mạng, với cư dân Ben Gros, tình trạng gián đoạn trong nhịp sống hàng ngày thường xuyên xảy ra và các dấu hiệu giao tranh luôn hiện rõ. Tại đây, người dân phải tập quen với cảnh binh lính xuất hiện trên đường phố và các khối xi măng lớn đặt tại các trạm xe buýt để bảo vệ người dân khỏi các vụ nổ tiềm ẩn. Xe buýt sẽ ngừng chạy khi có cảnh báo về mối đe dọa tên lửa, buộc mọi người phải xuống xe và đi bộ. Các trường tiểu học chuyển sang dạy học trực tuyến, còn các trường trung học đang thực hiện mô hình kết hợp giữa học từ xa và ở lớp tương tự cách nhiều cơ sở ở Ukraine đang hoạt động. Ông Dmitry Kuziakin, Giám đốc Trung tâm Phát triển các giải pháp tích hợp không người lái cho biết, các chuyên gia đã tìm thấy pin và hợp kim nhôm, được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, sử dụng trong chương trình sao hỏa khi nghiên cứu máy bay không người lái của Ukraine. Ông Kuziakin giải thích, một trong những chiếc drone góc nhìn thứ nhất FPV đầu tiên mà chúng tôi thu được của Ukraine có pin tương tự loại pin được Mỹ sử dụng trong sứ mệnh sao hỏa của NASA. Có vẻ như Ukraine đã lắp ráp những chiếc drone FPV đầu tiên với sự giúp đỡ của các đối tác Mỹ. Những quả pin này được lắp đặt để sử dụng cho drone vào mùa đông khi nhiệt độ âm khắc nghiệt. Ông nhấn mạnh, đây là loại pin đắt tiền, thường không được sử dụng trong những thiết bị thủ công như vậy. Nhà phát triển này nói thêm rằng các hợp kim nhôm giống với hợp kim được sử dụng trong chương trình không gian của Mỹ cũng được tìm thấy trong các máy bay không người lái thu được từ Ukraine theo ông, những đặc tính đặc biệt của hợp kim này rất quan trọng trong không gian nhưng lại vô dụng đối với máy bay không người lái thông thường. Ông Kuziyaki nói, hợp kim nhôm bao gồm 70% hợp kim thông thường và 30% các chất phụ gia vi lượng đồng căn khác nhau, giúp nhôm có độ bền ổn định trong điều kiện chân không. Và đó là lý do tại sao UAV FPV khá thủ công lại cần đến thứ nhôm siêu cấp như vậy. Tuy nhiên, ông cho biết nhờ quá trình này, các kỹ sư Nga có thể thu được rất nhiều thông tin và dữ liệu hữu ích trung tâm tích hợp giải pháp không người lái của Nga là nơi xử lý toàn bộ chu trình của các ứng dụng FPV từ sản xuất đến huấn luyện và điều khiển drone. Trong một diễn biến liên quan, thời gian gần đây, quân đội Nga đã sử dụng drone có khả năng tác chiến vào buổi tối, còn gọi là sát thủ bóng đêm, để tập kích lực lượng Ukraine ở tiền tuyến. Hetman Ivan Vyhovsky, một binh sĩ trinh sát đường không thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 58 Ukraine cho biết, vào giữa tháng 3 vừa qua, lực lượng Nga đã triển khai drone sát thủ bóng đêm với tần suất lớn theo hướng thành phố Uleda tỉnh miền đông Donetsk. Đô các mẫu drone này của Nga được trang bị hai loại camera, gồm camera nhạy sáng có thể quan sát trong điều kiện ánh sáng tối thiểu và camera ảnh nhiệt có khả năng nhìn rõ lực lượng Ukraine trong bóng tối thông qua tín hiệu nhiệt phát ra từ cơ thể hoặc khí tài của họ. Lực lượng Ukraine hiện thường xuyên di chuyển vào buổi đêm để giảm thiểu nguy cơ bị đối phương tập kích bởi drone thông thường. Song sự xuất hiện của các sát thủ bóng đêm khiến chiến thuật này không còn hữu hiệu. Tuy nhiên, phía Ukraine cũng sở hữu công nghệ sản xuất drone trang bị camera ảnh nhiệt song mức giá quá cao của loại khí tài này khiến chúng không được Kiev coi là ưu tiên. Phát ngôn viên của nhóm tình nguyện Eskadron, nhà sản xuất drone FPV lớn ở Ukraine cho biết, vấn đề chủ yếu là chi phí sản xuất. Một chiếc drone FPV thông thường có giá 500 đô la Mỹ, trong khi loại tương tự được trang bị thêm camera ảnh nhiệt có giá cao hơn gấp 5 lần. Trong khi đó, Nga có đủ năng lực về công nghệ và kinh tế để có thể sản xuất loại drone này trên quy mô công nghiệp. Việc trang bị được công nghệ nhìn đêm với giá thành rẻ để trang bị cho drone sẽ giúp lực lượng Ukraine có thể sản xuất và triển khai sát thủ bóng đêm với số lượng lớn hơn trên chiến trường, qua đó rút ngắn và bắt kịp ưu thế của quân đội Nga trên lĩnh vực này. Đoạn video ngắn do Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố đã cho thấy sức mạnh của pháo chống tăng Rabira đang được các lực lượng Moscow sử dụng trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong video, binh sĩ Nga đã nã pháo liên tục, khiến các mục tiêu và hầm trú ẩn của đối phương gần Kubian nổ tung. Rabira, thường được gọi là pháo bắn tỉa dành cho lực lượng pháo binh vì có độ chính xác và tin cậy cao. Rabira được Liên Xô chế tạo và sản xuất vào những năm 1960, là pháo chống tăng nòng trơn 100mm, có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu bọc thép, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chở quân và các vị trí kiên cố. Rabira có trọng lượng 2,75 tấn, chiều dài 9,4m, chiều rộng 1,79m và chiều cao 1,5m. Góc nâng hạ nòng trong khoảng trừ 6 độ đến cộng 20 độ, sử dụng cỡ đạn 100 nhân 910 mm r. Kiếp chiến đấu của Ravira gồm 6 người: chỉ huy, xạ thủ, người nạp đạn, hai người tiếp đạn và người điều khiển xe kéo. Ravira có tầm bắn tối đa đạt 8,2 km, cự ly bắn thẳng hiệu quả là 1,8 km. Theo lý thuyết, pháo có tốc độ bắn là 14 phát một phút, tốc độ bắn trung bình khoảng 4 đến 6 phát một phút. Pháo có cơ số đạn tiêu chuẩn 20 viên, 10 đạn xuyên giáp APFSDS để chống lại các xe tăng và mục tiêu bọc thép hạng nặng bốn đạn nổ phá mạnh HE, FRAG để phá hủy các tòa nhà cũng như các khu căn cứ của địch và 6 nổ lõm, hít tiêu diệt các xe bọc thép hạng nhẹ. Ngoài ra, Ravira có thể phóng tên lửa chống tăng 9M117 được bắn qua nòng pháo như một viên đạn thông thường. Tên lửa có khả năng xuyên giáp lên tới 660 mm. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tích cực sử dụng bom lượn mang theo đồng nổ có sức công phá lớn, có thể phá hủy ngay cả những hầm trú ẩn được gia cố bằng bê tông của Ukraina. Người phát ngôn quân đội Ukraine nói với tờ Washington Post rằng những quả bom này chỉ nhằm mục đích phá hủy công sự phòng thủ. Tờ Financial Times của Anh đưa tin binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến đã phản nàn về các vị trí phòng thủ được xây dựng kém trong nhiều tháng, trong khi việc tăng cường chỉ được tiến hành trên quy mô lớn từ tháng 2 năm nay. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết Nga đang tấn công lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km khi Moscow tận dụng việc chiếm được thành phố Adivka ở phía đông gần đây, chiến thắng lớn đầu tiên của Nga sau nhiều tháng. Ngoài ra, Nga nhận thấy các đơn vị Ukraine đang thiếu nhân lực và đạn dược. Các chỉ huy quân sự Ukraine nói rằng chiến thuật thăm dò thông qua những cuộc tấn công hiện nay của Nga là nhằm tận dụng thế chủ động trên chiến trường của Moscow trước những gì họ coi là một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra của Nga vào đầu mùa xuân này. Vì vậy, quân đội Ukraine đang nỗ lực ứng phó, chuẩn bị đạn dược và tìm cơ hội tấn công lực lượng Nga đang di chuyển, một cách tiếp cận được gọi là phòng thủ chủ động để ngăn chặn một đối thủ có nhân lực lớn hơn cũng như được trang bị tốt hơn. Tờ Wall Street Journal, Ukraine đang nỗ lực tạo những công sự và chứng ngại vật tương tự như Nga đã thiết lập trên mặt trận của mình hơn một năm trước, với hiệu quả là ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái. Theo RT, ngày 31 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này phá hủy 3 cường kích Su-25 của Ukraine ở sân bay Vosnesens, vùng Nikolaev, Nguồn tin của RT tiết lộ rằng kế hoạch này được thực hiện bởi máy bay chiến đấu và pháo binh, nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã phá hủy một radar dẫn đường, một xe điều khiển chiến đấu, ba bệ phóng tên lửa phòng không S-300 và hai kho đạn của Ukraine. Ngoài ra, họ còn làm hư hại một cơ sở chứa máy bay không người lái. Tổng cộng quân đội Ukraine và các trang thiết bị quân sự của họ đã bị tấn công ở 126 khu vực. Tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng của Moscow đã nhận được các hệ thống quân sự mới cho phép họ bắn hạ 24 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày vào thời điểm đó. Ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn TASS sau đó dẫn các nguồn tin cho biết Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 Trium có tầm bắn 400 km. Máy bay chiến đấu của Ukraine vốn đang ngày càng giảm sút được cho là chủ yếu bao gồm các tiêm kích Su-27 và MiG-29 thời Liên Xô, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 cũng như một số ít máy bay hỗ trợ gần Su-25. Một số quốc gia thành viên NATO đã hứa sẽ cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Kiev và huấn luyện phi công Ukraine lái chúng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có máy bay nào được bàn giao. Nga cảnh báo phương Tây rằng việc triển khai các máy bay có khả năng hạt nhân sẽ thể hiện một sự gia tăng không thể chấp nhận được trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, theo Kiev Independent, trong ngày 31 tháng 3, Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirillo Budanov đã lên tiếng cảnh báo về các tuyến đường sắt do Nga xây dựng ở miền Nam Ukraine. Ông Budanov nói: "Trong vòng một năm qua, Nga đã xây dựng nhiều tuyến đường sắt ở các khu vực chiếm đóng ở miền Nam. Quá trình này đã dần hoàn tất và có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng với Ukraine. Ông Budanov nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine có cách để đối phó với tình hình nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể. Trước đó, Tổng thống Putin cho biết nước này đã có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt." dài 720 km từ Nga đến Crimea nhằm tạo ra tuyến đường tiếp tế dự phòng cho quân đội trong trường hợp cầu Crimea bị hư hại. Tổng thống Putin cho biết ông sẽ đảm bảo tuyến đường sắt mới sẽ sớm đi vào hoạt động. Ông nói, tôi được thông báo rằng tuyến đường sắt từ Rostov-on-Don của Nga đến Donetsk, Mariupol và Bediansk sẽ được xây dựng lại. Theo ông Putin, Nga sẽ tiếp tục công việc này và sắp tới các chuyến tàu sẽ đi đến Crimea. Đây là một tuyến đường thay thế khác, ngoài cầu Crimea, đồng thời khẳng định việc xây dựng tuyến đường sắt sẽ làm cho chúng ta thực sự mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông Putin đã không tiết lộ chi phí của dự án là bao nhiêu. Không rõ có bao nhiêu công việc đã được thực hiện trên tuyến đường này. Chi tiết về tuyến đường sắt đó lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga vào cuối năm ngoái. Các quan chức Nga ca ngợi những lợi ích kinh tế và quân sự tiềm tàng của kế hoạch này. Người đứng đầu Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Yevgeny Balinsky cho biết: "Bằng cách xây dựng một tuyến đường sắt, chúng tôi sẽ giải quyết được các vấn đề quân sự." và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc, quặng sắt, than đá và các mặt hàng khác. Ông Malitsky cho biết tuyến đường sắt mới được Tổng thống Putin đề cập sẽ đi theo hướng, khiến nó ít bị ảnh hưởng bởi pháo kích của Ukraine hơn. Ông Malitsky cho biết công việc xây dựng tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành vào cuối mùa hè. Việc tiếp cận Crimea, nơi Nga sắp nhập năm 2014, là nguồn gốc của những vấn đề lớn đối với Điện Kremlin cho đến khi cây cầu Kurt dài khoảng 20 km, trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nối liền Crimea với bờ biển đen của Nga được khánh thành vào năm 2018. Cây cầu là huyết mạch tiếp tế chính cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine, cho phép họ nhanh chóng triển khai binh sĩ và đạn dược từ miền nam nước Nga tới tiền tuyến. Lữ đoàn xung kích đường không số 25 Ukraine vừa qua đăng ảnh nhiều phương tiện chiến đấu cháy rụi nằm giải rác trên con đường nhỏ, cho biết chúng là 16 xe tăng thiết giáp Nga bị phá hủy khi mở đợt tiến công ở mặt trận Adipka tại tỉnh miền đông Donetsk. Craig Foster, tài khoản mạng xã hội X của một phi công điều khiển thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, drone, thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 Ukraine cho biết. Đây là bức ảnh được chụp sau trận xung kích của Trung đoàn Tăng số 6 Nga dọc theo con đường từ làng Tonenke tới làng Umanske. Binh sĩ Ukraine này cho biết Nga đã triển khai tổng cộng 36 xe tăng và 12 thiết giáp dòng BMP để tấn công. Craig Foster cho hay, đây là lượng xe tăng xe bọc thép lớn nhất được Nga huy động trong một cuộc tấn công kể từ đầu xung đột và nói thêm rằng 20 chiếc đã bị phá hủy, nhiều hơn số liệu mà lữ đoàn 25 đưa ra. Phía Ukraine không tiết lộ đã dùng phương pháp gì để hạ lượng lớn xe tăng, thiết giáp Nga. Chuyên gia quân sự David Ace của Fox nhận định, lực lượng của Kiev nhiều khả năng đã áp dụng chiến thuật phòng thủ phổ biến gần đây, đó là dùng drone trinh sát xác định vị trí đoàn xe, sau đó nã pháo để gây rối loạn đội hình đối phương. Chuyên gia của Fox cho biết, Ukraine áp dụng chiến thuật phòng thủ này nhằm ứng phó với tình trạng thiếu đạn pháo trong bối cảnh nguồn cung từ phương Tây sụt giảm khi gói viện trợ mới nhất của Mỹ đang mắc kẹt tại Quốc hội. Trước đó, tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn cơ giới số 30 Ukraine đăng video lực lượng này phục kích đoàn xe tăng thiết giáp Nga gần làng Sinkovka, cách thành phố Kupians khoảng 6 km về phía đông bắc. Đây là một trong những điểm nóng của chiến trường Ukraine, nơi Nga đang dồn lực lượng để tấn công. Video do máy bay không người lái UAV trinh sát ghi lại cho thấy đoàn xe thiết giáp Nga nối đuôi nhau di chuyển có một bãi mìn xung quanh là xác một số phương tiện chiến đấu đã bị phá hủy trước đó. Dẫn đầu mũi xung kích của Nga là một xe tăng gắn bộ cầy mìn trước mũi nhằm tạo lối mở an toàn cho đội hình phía sau. Các xe tăng thiết giáp khác duy trì khoảng cách an toàn và đi theo vệt bánh xích của xe cầy mìn phía trước. Nhưng khi cả đoàn xe lọt vào trận địa phục kích, chiếc dẫn đầu đoàn bất ngờ bị Ukraine tấn công bằng tên lửa chống tăng và phát nổ dữ dội. Bị chặn đầu, ba chiếc xe trong đoàn tìm cách lùi lại theo lối cũ để rút lui song uav ukraine đã thả thuốc nổ vào chiếc thiết giáp ở cuối đoàn khiến nó bị vô hiệu hóa chiến thuật khóa đuôi này khiến cả đoàn xe không còn đường rút lui một số binh sĩ bộ binh nga nhảy ra khỏi xe thiết giáp chạy về phía dạng cây gần đó để ẩn nấp để thoát khỏi cảnh mắc kẹt hai chiếc xe còn lại phải mạo hiểm di chuyển sang hai bên nhưng đều lần lượt cán phải mìn và phát nổ lực lượng ukraine sau đó pháo kích các binh sĩ nga trong dạng cây bằng đạn chùm không rõ thương vong của lực lượng nga sau cuộc phục kích đây được coi là trận phục kích thể hiện rõ chiến thuật chặn đầu khóa đuôi mà Ukraine đang áp dụng để chặn đà tiến công của Nga. Theo chỉ huy tiểu đoàn 2 Ukraine, các đoàn xe tăng thiết giáp Nga thường xuyên hứng chịu thiệt hại như vậy do vấp phải phòng tuyến được xây dựng nhiều lớp của họ. Hải quân Ukraine nói Nga đã di chuyển hầu hết chiến hạm khỏi bán đảo Crimea do liên tiếp hứng tập kích. Trong số vài tàu còn lại chỉ còn một tàu mang tên lửa. Đại úy Dmitry Pletanchuk, phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho biết khi đề cập hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea. Nếu xét về tàu mang tên lửa hành trình, hầu hết các đơn vị chiến đấu của Nga đã di rời, ngoại trừ một chiếc chưa từng khai hỏa lần nào. Tenchuk nói rằng, tên lửa Nga duy nhất còn neo đậu ở bán đảo là Cyclone, chiến hạm lớp Karakut được biên chế cho Hải quân nước này vào tháng 7 năm 2023. Tàu lớp Karakut có lượng giãn nước 800 tấn, sở hữu khả năng khai hỏa tên lửa hành trình Caliber có tầm bắn 2.500 km và mang đầu đạn nặng hơn 400 kg. Ông Tenchuk cho biết, hạm đội Biển Đen từng được coi là lực lượng chính của Nga ở bán đảo Crimea song hiện gần như đã hoàn toàn bị xua đuổi. Phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho hay, đương nhiên là vẫn còn một số tàu ở đó, nhưng những tài sản có giá trị nhất đã được di rời. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu hải quân Nga ở Biển Đen. Một số chuyên gia quân sự suy đoán rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Ông Stoltenberg nói, một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được thực sự là có thể đẩy lùi hạm đội biển đen của Nga và phá hủy nhiều tàu khác, đảm bảo một hành lang rộng mở đến tận Odessa. Ông lưu ý rằng, một số tên lửa, một số hệ thống rất quan trọng trong việc mở hành lang này tất nhiên là do các đồng minh NATO cung cấp. Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, cảnh báo rằng tình hình đã đạt đến mức các quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng phương Tây cần giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea. Nói cách khác, sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột đã được chính thức công nhận. Ông Antonov lưu ý rằng, sự tham gia trực tiếp của những nước phương Tây ủng hộ Ukraine vào cuộc xung đột sẽ gây ra những hậu quả khó lường nhất đối với thế giới. Trước đó, Giám đốc CIA William Byrne trong phiên đầu trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện về tình báo lập luận rằng, nguồn tài trợ bổ sung sẽ cho phép Ukraine tiến hành thêm các cuộc tấn công thâm nhập sâu vào Crimea, tiếp tục nhắm vào hạm đội biển đen của Nga và cuối cùng lấy lại thế chủ động tấn công. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, GUR, Kirin Budanov, tuyên bố rằng các cuộc tấn công gần đây của KF vào bán đảo này đang mở đường cho một kế hoạch nghiêm túc ở Crimea. Hồi đầu tháng 3, Bộ quốc phòng Ukraine cũng đã đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X đoạn phim ghi lại cảnh tình báo nước này sử dụng phương tiện không người lái dưới nước tấn công đánh chìm tàu tuần tra sẽ gây cô tốp của hạm đội Biển Đen. Theo hãng tin AP, vụ tấn công này nằm trong một loạt cuộc tấn công nhằm làm tê liệt năng lực của hải quân Nga và hạn chế hoạt động của nước này trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba, các cuộc tấn công thành công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine đã mang lại động lực lớn về mặt tinh thần cho Kiev vào thời điểm các lực lượng của nước này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km, tạo ra thách thức đối với ưu thế hải quân của Nga cũng giúp Ukraine có điều kiện thuận lợi hơn trong xuất khẩu ngũ cốc cũng như hoạt động vận chuyển đường thủy khác xuất phát từ các cảng nằm bên bờ biển đen của nước này. Cuộc tấn công nhằm vào tàu tuần tra Sergei đánh dấu việc sử dụng thành công phương tiện không người lái Makura do Ukraine sản xuất trong nước, chúng đã trở thành kẻ thù của hai quân Nga. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công dai dẳng bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào các cơ sở radar, tài sản phòng không và căn cứ không quân của Nga ở Crimea, khu vực của Ukraine mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller tuyên bố Hoạt động chống phần tử cực đoan của Israel tại bệnh viện Sifa ở thành phố Gaza cho thấy thất bại của nước này trong việc thúc đẩy một giải pháp khả thi thay thế Hamas. Tham ở Israel dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên cáo Israel cần có một chiến lược dài hạn bền vững đối với Gaza, không chỉ về an ninh mà còn cả chính trị nếu họ thực sự muốn đảm bảo tương lai của đất nước. Nhấn mạnh việc Israel chỉ giải tỏa một số khu dân cư, bệnh viện hoặc bất kỳ khu vực nào của Hamas là chưa đủ. Song ông Miller cũng khẳng định về mặt chính sách chung. Mỹ không muốn thấy quân đội Israel hoạt động trong các bệnh viện. Cũng theo tờ báo trên, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc việc tiếp tục chuyển giao gói vũ khí trị giá 18 tỷ đô la Mỹ cho Israel, bao gồm hàng chục máy bay F-15 và đạn dược. Về vấn đề này, khi được hỏi liệu việc chuyển giao vũ khí có làm tổn hại đến sự tin cậy và chân thành trong các tuyên bố của Mỹ chỉ trích cuộc khủng hoảng ở Gaza hay không, ông Miller lưu ý, Washington đã nói rõ quan điểm với Israel về việc quốc gia Trung Đông cần giảm thiểu thương vong cho dân thường và phải luôn hoạt động tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, người phát ngôn Miller khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ khả năng tự vệ của Israel trước Iran và Hezbollah. Cùng ngày, AFP đưa tin, Nhà Trắng thông báo Israel sẽ tính đến những lo ngại của Mỹ về cuộc tấn công vào thành phố Rafah, nơi có hơn một triệu dân thường đang trú ẩn khi xung đột nổ ra ở Gaza. Thông báo nhấn mạnh, hai bên đã có sự hứa hẹn mang tính xây dựng về Rafah trong hai giờ thảo luận trực tuyến với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Tejachi Hanebi và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược Ron Dermer của Israel. Các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được tiến hành tại những cuộc gặp trực tiếp vào đầu tuần tới. Ở một diễn biến liên quan, phát biểu về báo giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric cho biết Liên Hợp Quốc có kế hoạch triển khai phái bộ ngay sau khi đến Bệnh viện Ansifa để hỗ trợ chăm sóc y tế và đánh giá tình hình tại bệnh viện. Quyết định này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Lực lượng phòng vệ Israel đã rút khỏi bệnh viện al cũng theo quan chức trên, tổ chức Y tế Thế giới WHO đang đợi tình trạng xung đột ở Gaza lắng dịu và chính phủ Israel đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh phù hợp để có thể triển khai nhân viên đến al Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, triển vọng hiện nay khá ảm đạm. Tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến bước căng thẳng đáng lo ngại sau cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành vào tòa lãnh sự của đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria tối mùng 1 tháng 4 khiến nhiều người thương vong. Trong các phản ứng ngay tức thì sau cuộc không kích, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động của Israel tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria, Faisal Mekdad, ngoại trưởng Iran Hossein Amira Amirab Dolahian nêu rõ cuộc không kích của Israel vào cơ quan lãnh sự Iran là hành vi tội ác và là sự xâm phạm trắng trợn các quy định và công ước quốc tế. Cùng với cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả của hành động gây hấn, Ngoại trưởng Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có sự phản ứng nghiêm khắc với Tel Aviv. Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả thích đáng với cuộc không kích của Israel. Đặc biệt, đại sứ Iran tại Syria cảnh báo đòn giáng trả của Tehran sẽ là rất khốc liệt. Hồi tháng 1, Iran cũng từng cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công nhằm vào thủ đô Damascus của Syria. Theo truyền thông Iran, trong một phát biểu được phát thanh viên đọc trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công này Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm thường xuyên chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như sự leo thang gần đây trong các cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Iran bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công mới nhất tại thủ đô Damas của Syria vào thời gian và địa điểm thích hợp. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng khẳng định đây là hành động nhằm lan rộng sự bất ổn và mất an ninh trong khu vực. Theo thông báo của quân đội Syria, Israel đã tiến hành không kích từ khu vực cao nguyên Golan, chiếm đóng nhằm vào một khu dân cư ở Damas, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, làm sập hoàn toàn ngôi nhà và gây hư hại cho các kiến trúc bên cạnh. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố các lực lượng của họ đã hoàn tất chiến dịch quân sự kéo dài 2 tuần ở trong và xung quanh bệnh viện lớn nhất của giải Gaza, khu phức hợp Ansifa ở thành phố Gaza và đã rút khỏi khu này Cơ quan y tế Gaza cũng nói rằng IDF đã rút xe tăng cùng các phương tiện khác ra khỏi khu phức hợp Al-Sifa và hàng chục thi thể đã được tìm thấy tại đó. IDF gần đây tuyên bố nhiều thành viên Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra trong và xung quanh Al-Sifa. Trong khi một lực lượng dân quân ở Iraq mang tên kháng chiến hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm nói rằng họ tấn công một mục tiêu quan trọng ở Israel bằng cách sử dụng vũ khí thích hợp nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 1 tháng 4 thông báo IDF và cơ quan an ninh Sinbad đã hoàn thành chiến dịch ở khu vực bệnh viện Ansifa và cho biết thêm rằng toàn bộ binh sĩ Israel đã rời khỏi bệnh viện Bộ Y tế cho hay mức độ tàn phá bên trong khu phức hợp và tòa nhà xung quanh là rất lớn Các nhân chứng nói khu vực xung quanh bệnh viện đã hứng chịu hàng chục cuộc không kích và pháo kích Văn phòng truyền thông của Hamas cho biết Chúng được tiến hành nhằm yểm trợ cho xe tăng của IDF rút lui an toàn. IDF đưa quân vào bệnh viện Ansifa hôm 18 tháng 3. Sau khi tuyên bố nhận được thông tin tình báo, Hamas đang một lần nữa sử dụng cơ sở này làm căn cứ để điều phối các cuộc tấn công nhằm vào Israel. IDF tuần trước cho biết lực lượng này đã hạ 200 tay súng ở bệnh viện. Họ còn bắt 900 người để điều tra và xác định 500 trong số đó là thành viên nhóm vũ trang Hamas và Hồi giáo Jihad Palestine. Lực lượng này cũng công bố video vũ khí, tiền bạc của hai nhóm vũ trang được phát hiện tại khu phức hợp. Trong khi đó, Hamas khẳng định nhóm không hoạt động tại bệnh viện Ansifa hay các cơ sở y tế khác ở giải Gaza. Lực lượng này cũng cho rằng những tay súng mà IDF tuyên bố hạ thực chất là bệnh nhân và người tị nạn. Đối với chiến dịch tấn công Rafah, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã công khai phản đối, đồng thời cho rằng Israel vẫn chưa đưa ra một kế hoạch khả thi nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường. Các cuộc thảo luận ban đầu được lên kế hoạch tại thủ đô Washington của Mỹ vào tuần trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu đã hủy phái đoàn để phản đối việc Mỹ bỏ phiếu trắng, dọn đường cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza trong tháng lễ Ramadan. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, chính quyền Tổng thống Biden hy vọng sẽ không có cuộc tấn công nào nhắm vào Rafah, ít nhất cho đến sau cuộc họp. Ông Kirby nói, chúng tôi muốn người Israel thấy rõ mối quan ngại sâu sắc của Mỹ Trước bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào vào Rafah, 1,5 triệu người Palestine đang ở đó và đây cũng không phải là một không gian lớn. Họ phải tính đến những điều này. Chúng tôi tin rằng một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah sẽ là một sai lầm và là một thảm họa đối với 1,5 triệu người ở Rafah. Vì vậy, chúng tôi muốn đề xuất với Israel một số giải pháp thay thế và lựa chọn khả thi về cách họ có thể loại bỏ các mối đe dọa. Chính quyền tổng thống Biden đang phải đối mặt với sức ép quốc tế và trong nước ngày càng tăng liên quan tới cuộc xung đột giữa israel và lực lượng hamas lâu nay mỹ vẫn khẳng định sự ủng hộ kiên định với quyền tự vệ của israel song cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày một tồi tệ tại gaza và nguy cơ một cuộc xung đột lan rộng tại trung đông với những hệ lụy toàn cầu đã khiến mỹ rơi vào thế khó